Ok, xin chào toàn thể anh em và các bác nhá. Đấy thì hôm nay tiếp tục hàng hóa lại đi gửi tới tận tay nhà mình nha anh em nhá. Đó, dọc tuyến quốc lộ 14, quốc lộ 1A đây anh em ạ. Đó thì anh em để xem qua màn hình nhỏ đây anh em nhá. Đấy thì hôm nay em Hưng tiếp tục giới thiệu đến anh em. Nay em Hưng mới tuyển cho anh em một chú chim cà phê anh em nhá. Đấy chú chim này nói chung là cực kỳ là nhạy trí anh em ạ. Đấy chú chim này thì bóng bộ to đẹp anh em nhá. Gốc màu lân. Đó anh em để xem qua mình nhỏ đây. Chú chim này thì bóng bộ to đẹp, màu lân, gáy ngựa, hầu bò, mắt chố anh em nhá. Đấy. Đầu thì cực kỳ to anh em ạ. Đó, hoa cụm cực kỳ lở anh em nhá. Đấy thì chú chim này thì chim thì được 3 vụ rồi anh em nhá. Chim thì mới xong lông lá được 1 tháng rồi. Chim thì người ta bắt đầu đang thả lực, cũng bắt đầu ôm siết lông rồi anh em ạ. Đấy cũng bắt đầu siết lông rồi. Củi lửa bắt đầu có rồi anh em nhá. Đấy chim bắt đầu cũng củi lửa bắt đầu có rồi. Sẵn về anh em chỉ việc chơi thôi. Đấy thì chim này gốc ở Lạng Sơn anh em nhá. Đấy thì chú chim này anh em về giờ anh em cũng có thể anh em chăm thêm, phơi nắng tập lực, siết nắng này. Đấy cho thật nhiều mùi tươi, cỏ cao để nó vào lửa thật là mạnh hơn nữa anh em nhá. Đấy thì nói chung là giọt dãi ok rồi. Thì anh em có thể đưa ra dàn, anh em đi móc số vé giải tuần anh em nhé. Đấy thì mã số em nó là H47, phí giao lưu với anh em mình là 3.300.000. Anh em nào có thể ưng mắt hợp nhãn cho chim này, anh em phải nhấc máy lên điện trực tiếp cho Mưng qua số điện thoại trên mình, số điện thoại của Mưng có cả Zalo anh em nhé. Đấy thì anh em nào mà bồ kết bóng bộ và lết chơi của em nó thì anh em điện trực tiếp cho Mưng, và số điện thoại của em Mưng có cả Zalo, anh em kết bạn Zalo với em Mưng để mình trao đổi cho nó nhanh gọn lẹ nhất có thể. Đó thì anh em hãy đưa về đội anh em nhà mình rồi. Đó thì anh em này, anh em có thể ngắm kỹ bóng bộ của em nó. Thì chim cò anh em để xem qua màn hình nhỏ. Và chú chim này thì anh em nào mà muốn đưa về đội thì anh em hãy nhanh tay, thì anh em để dinh về đội anh em nhé. Đấy anh em thể xem qua cái lết chơi của em nó đây. Thì chú chim này săn dí đợt cầu rất là tốt anh em nhé. Đó thì nói chung là cụ chim thì củi lửa mới vào thôi, anh em về anh em cứ thúc thêm mồi tươi nữa là chú chim này căng lửa lên là anh em có thể đi ra dàn anh em móc số được anh em nhé. Đó anh em, chú chim này bóng bộ quá đẹp luôn. Đó thì hình thức mua bán bên em Hưng thì anh em mua bán nhiều anh em phải biết rồi, mua bán thì anh em hình thức là chuyển khoản 100% và bên em Hưng là không bao gồm phí cước vận chuyển anh em nhé. Đấy, không bao gồm phí cước vận chuyển, em có thể nhắc lại để cho anh em mình có thể biết rõ được anh em nhé. Đấy, nhiều anh em cứ hỏi là bao ship hay gì thì em không anh em nhé. Đấy thì hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một chú bổi cực kỳ là VIP anh em nhé. Đấy, thành ý cho anh em cái mức phí là 1.000.000 anh em nhé. Thì chú chim này chỉ bộ khá thôi. Đấy bộ khá anh em nhé. Đó thì chim được 3 tháng rưỡi lồng rồi, màu đá lân. Đấy bộ khá thì nói chung là chú chim này em bao cho anh em là đã ra giọng hót dốc rách cả ngày rồi, thái độ cực kỳ là gấu anh em nhé. Đấy thì anh em nào bổ kết chú bổ lẻ điện trực tiếp cho em Hưng, em Hưng sẽ chia sẻ lại cho anh em cái mã số của em nó là H48, phí là 1.000.000. Anh em đã sở hữu được một chú bổ cực kỳ tố chất rồi, để anh em về vụt rũ anh em nhé. Đó thì anh em nào mà yêu quý em Hưng thì nhớ ủng hộ em Hưng mà nút like, nút đăng ký kênh cho anh em nhé, để có em Hưng có thêm thật nhiều động lực ra thật nhiều video mới để đi tuyển thật nhiều con hàng hay để tới tay anh em nhà mình anh em nhé. Đó thì đây anh em để xem đây, thì anh em xem video ngày hôm nay thì anh em có thể chốt được bé nào thì anh em chốt, anh em đưa về đội anh em nhé. Đó thì chú bổi này thì anh em xem qua đây, bóng bộ thì cực kỳ đẹp rồi, cực kỳ gấu chó luôn. Đó thì nói chung là anh em bỏ ra 1.000.000 là anh em đã tuyển được một chú bổi để về anh em gột rũa rồi anh em nhé. Đấy thì thời lượng video của Hưng cũng quá là dài rồi, em Hưng cũng xin được kết thúc video tại đây và cảm ơn tất cả anh em bỏ chút thời gian ra xem hết video của em Hưng, và chúc anh em xem video vui vẻ,